sinh cấp 3 hoạt động vào ban đêm. Nghỉ giải lao thêm một tí, đi một vòng mời khách rồi quay trở lại, sau đó là về nhà được. Em, tới chỗ Kenji được không? Hôm nay không được. Hả? Cô Aya ơi, nhờ cô giúp khi không có tôi. Ừ. Bộ Sulina đang hẹn hò với Kenji hả? Ừ, đúng vậy đó. Chẳng phải là không được hẹn hò với vệ sĩ sao? Chị giữ bí mật chuyện này giùm em nha. Sulina thích Kenji ở điểm nào vậy? Vì nhìn ảnh rất là phong độ. Em cực kỳ ghét mấy đứa con trai nói nhiều. Aya, sao ngày nào chị cũng xuyên đi làm hết vậy? Thì kiếm được nhiều tiền. Sulina là sinh viên đại học à? Đúng vậy. Chị Aya có khả năng ngoại cảm đúng không? Ngoại cảm gì chứ? Thì chắc kiểu kiểu vậy đó. Hay vậy. Tóc em dính cụm rác nè. Thiệt hả? Ừ. Đâu? Xin lỗi, chị lỡ làm đứt tóc em rồi. Không sao đâu mà, lấy cụm rác xuống chưa? Rồi. Trời lạnh quá nên không muốn đi đâu hết. Cố gắng đi chút thôi mà. Hôm nay trốn việc thấy thích quá hả chị? Đúng vậy. Chị thấy có tên tài xế nhìn bằng ánh mắt ghê ghê không? Vậy hả? Chắc tại em ta không nói tiếng nào. Thằng cha tài xế đó cứ nhìn lăm lăm tụi mình giống như mấy ông già dê vậy đó. Em nhìn mà tỏ muốn chết luôn á. Nếu em thấy vậy thì báo với em vệ sĩ một tiếng đi. Ảnh lại nói em nhảm. Hôm nay em muốn ở chung với anh Kenji quá đi. Không được đâu em. Hôm nay phải đi uống với ông chủ và anh trưởng quán rồi em à. Có đi cùng với gái không đó? Không có đâu. Chỉ là đi uống xã giao bình thường thôi. Vậy khi nào về tới nhà thì nhớ nhắn tin báo em nha. Anh biết rồi. Anh à, em ghét tên tài xế ghê đó. Anh ta làm gì em hả? Anh ta không làm gì em hết, nhưng anh ta cứ nhìn em chằm chằm. Chắc chỉ là nhìn bình thường thôi. Dù sao cũng phải cẩn thận. Hôm nay lại nhờ anh giúp đỡ nha. À mà mấy cô đó có than phiền đôi chút, nên anh cũng đừng làm quá lên nha. Có được không hả? À, ý là đừng nhìn chằm chằm vào mấy cô đó nữa. Trông cậy vào anh đó. Tài xế. Dạ. Sao lại nhìn tôi? Không. Không có gì. Sao lúc nào cũng nhìn tôi chằm chằm vậy?
Không, không có gì đâu. Chắc có lẽ cô hiểu nhầm rồi. Nãy giờ tôi im lặng mà. Đau quá. Sao tự nhiên anh lại thắng gấp, làm tôi té thấy không? Thì tại tại cô, cô đá tôi mà. Anh im đi, lo mà lái cho đàng hoàng. Bởi vậy tôi đâu có nói gì. Tôi sẽ báo lại với sếp là anh đã châm chọc tôi. Chắc phải cho anh thôi việc mới được. Tôi luôn giữ im lặng mà. Anh đang nói gì vậy? Cô Yulina, cô đã nói là thích người ít nói mà. Hả? Nói như vậy nghĩa là anh nghe lén bọn tôi nói chuyện sao? Nè, chỗ đó đáng lẽ anh phải quẹo chứ. Nè, đi đâu vậy? Kenji. Có chuyện gì? Anh đang ở cùng với ông chủ, giờ không phải lúc nói chuyện. Nè, hiểu không vậy? Nè Julina, cứu em. Tiếc thật, thằng Jenny không xứng làm bạn trai của Julina đâu. Anh mới xứng. Anh đang nói cái gì đó? Nè, không được lại đây, không được lại gần. Ah!
đã giết cô ấy đó. Xin lỗi cô nha. Xin tha cho tôi. Xin tha cho tôi đi. Yulina. 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 Thôi cô về đi Aya. Hả? Thôi mà, cho em ở lại đến sáng đi. Nói rồi mà, chúng ta không là gì của nhau. Làm ơn giúp tôi đi, tôi xin cô đó. Về nhà giùm đi. Em không muốn về mà. Về nhà giùm đi mà Aya. Không sao về. Sao ngoan cố quá vậy? Về nhà ngay cho tôi. Yulina. 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 Mày đang bị như vậy. Đồ kinh tởm. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Sao lại như vậy? Chết đi. Chết đi. Đã để ngài đợi lâu rồi. Đây là loại cà phê danh tiếng mà nữ hoàng Victoria đã dùng. Mời ngài từ từ tận hưởng nha. Nếu ngài cần gì thêm thì cứ gọi. Bất cứ chuyện gì cũng được. Nếu cần cứ gọi Christina, tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ. Xin chúc quý khách dùng ngon miệng. Lời nói dối của cô hầu gái về sự nguyền rủa. Chủ quán, sao hôm nay không tới tiệm? Khách tới đông lắm đó. Anh xin lỗi nha, hôm nay anh hơi mệt. Chứ không phải anh trốn việc à? Không có chuyện đó đâu. Mà anh có chuyện cần Christina giúp. Là chuyện gì? Em vô kho lấy giấy ra bổ sung cho quán giùm anh đi. Em làm chuyện đó được mà. Hả? Anh cũng biết chỗ đó ghê mà. Em không muốn làm đâu. Xin em đó. Bây giờ mà không đi bổ sung ngay hả? Tới tối thì toàn là người mới. Thôi được rồi.
Sợ quá. Gì vậy? Không mở được. Sao lại vậy? Tối quá. Đâu rồi? Bội quá. Đâu rồi? Thấy rồi. Hú hồn. May quá.